toàn bộ các khoản tiền phải nộp khi làm sổ đỏ năm 2020. Khi làm sổ đỏ, người dân phải làm thủ tục như thế nào và mất bao nhiêu tiền phải nộp? Khoản 3 điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Theo khoản 1 điều 63 Nghị định 43 năm 2014 của Chính phủ, nghĩa vụ tài chính bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ, nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế xác định. Lưu ý, trường hợp được miễn được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền đất hàng năm thì được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp. Khi được cấp giấy chứng nhận, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền theo thông báo của cơ quan thuế như sau. 1. Tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho nhà nước khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất theo khoản 21 điều 3 Luật Đất đai năm 2013. Tiền sử dụng đất phải nộp trong trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất có sự khác biệt cụ thể như sau. Khi công nhận quyền sử dụng đất, khoản 9 điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định, nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được nhà nước giao đất cho thuê đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định. Tuy nhiên, chỉ một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất mới phải nộp tiền sử dụng đất cụ thể. Theo khoản 2 điều 101 của Luật Đất đai năm 2013 được hướng dẫn chi tiết bởi điều 20 của Nghị định 43 năm 2014, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận và có thể phải nộp số tiền sử dụng đất nếu đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai. Thứ hai, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch. Thứ hai, khi giao đất, theo điều 55 và điểm B khoản 1 điều 99 của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất trong những trường hợp sau phải nộp tiền sử dụng đất khi được giấy chứng nhận gồm hộ gia đình cá nhân được giao đất ở, tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. 2. Tiền thuê đất. Theo điều 56 điểm B khoản 1 điều 99 của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất phải trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời gian thuê khi được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp được nhà nước cho thuê đất. 3. Lệ phí trước bạ. Theo điều 56 Nghị định 140/2016 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết bởi điều 3 Thông tư 301/2016 đã được sửa đổi bởi khoản 1 điều 1 Nghị định 20/2019 của Chính phủ. Lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận được quy định như sau. Lệ phí trước bạ bằng giá 1m² đất tại bảng giá đất nhân diện tích và nhân 0.5%. Trong đó, giá 1m² đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức cá nhân do Văn phòng Đăng ký Đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế. Lưu ý, trường hợp đất thuê của nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành, thay giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau. Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ bằng giá đất tại bảng giá đất 70 năm nhân thời hạn thuê đất. Thứ tư, lệ phí cấp giấy chứng nhận. Theo khoản 5 điều 3 Thông tư 85/2019, lệ phí cấp giấy chứng nhận do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định nên mức thu từng tỉnh thành có thể sẽ khác nhau.